học không được cười, đọc không được cười. Thế thì phải gọi là cháu thương hai ông nhé. Nhiều bài hơn nhỉ? Đá nhau. Đúng rồi, em đang sổ. Sổ thì sổ sách. Chơi hay luôn.
chơi. Sách tòa học. Bài 4 người. Bài gì? Không. Bài hát. 2 người đâu? 4 người đấy. 4 người nhé, thế là thế nào? Hôm nay sẽ chơi trò 1, 2, 3, B. Nào. Về chỉ cho 4 người nhá. Hiểu. Anh, Linh, Dũng. Ok. Xin mời đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều thế. Trời ơi. Mặt anh chỉ thế. Chứ anh cũng thế chứ. Anh cũng thế chứ. Anh. Biết không trời. Chị mắt đâu. Làm ra. Còn chứ. Anh tỏ. Thế không trời. Tỏ. Không phải nhau. Đúng rồi. Đấy. Rất giống đấy, biểu diễn rất giống đấy, biểu diễn rất giống đấy. Biểu diễn rất giống đấy. Cứ tiếp đi, tiếp. Ui, anh thế. Rồi, rồi. Rồi, hát hô. Ấn cầm dao ấn xuống nào. Đưa xe, em ngắt không? Đưa lại, đưa lại. Rồi, thôi.
Không, ừ. Bên ba đứa tiếp rong nữa đâu hát rồi. Lần lượt những người thắng rồi win sau. Ba bốn cái kia win xong rồi win lại. Ờ. Bây giờ chị đi. Người hát đầu tiên tiếp tục xem anh nhất nhỉ. Hát tiếp theo. Ừ, xem anh hát tiếp theo. We will see. Đúng, gọi là gen gì? Gen gì hôm sau? Hát được rồi. Không rồi. À bây giờ lau mồm. Lau mồm miệng ngăn. Nào đứng lên, ba người này đứng lên, ba người đứng lên, tam ca. Tam ca áo trắng, xin mời. Hát đi à. Nào, nói thầm xong chưa? Nói thầm xong chưa? Đấy, đúng rồi. Một, hai, ba. Phải múa thật chứ. Hai bàn tay vuông lại. Đấy, đúng rồi, như nhí là đúng đấy. Đúng rồi, rất hay. Đấy, đúng rồi. Alo. Linh biểu diễn đúng đấy, Linh biểu diễn đúng đấy. Chuẩn bị nha. Nào đơn ca lên chiếc nhí. Chiếc với nhí bắt đầu đứng lên nha. Đứng lên. Con hát trước rồi, đúng rồi. Chào lên.
đọc thơ. Đấy, đọc thơ phải mua nữa. Thôi không lắm. Ông lên vai cháu, cháu đờ ông lên, ông mưa lên thềm, chất thêm khó quá. Bỏ bánh ra, bỏ kẹo xuống. Bỏ kẹo ra. Thôi Nhí đọc thơ đây, xin mời bạn Nhí đọc thơ, lúc nãy giới thiệu rồi mà. Lúc nãy giới thiệu Nhí đọc thơ rồi mà. Để cháu đóng kịch. Ừ. Ngoan nào. Trời ngoan, trời ngoan, nhé. Bài gì? Trời ngoan nhé, nhé. Thôi bà chị, thôi bà chị đọc lại bài thơ.